À, mày thì có chuyện gì tắm này. Ừ rồi. Xem mày nhá. Mày ơi, tắm đi, chỗ bên nông đi bác, còn em bên kia say quá. Dạ. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chú Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. À, thưa các bác, hôm nay hai anh em lại tiếp tục là có mặt ở nhà hai ông cháu của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì các bác cũng đã biết được rằng là mấy anh em thợ thì cũng đã vận chuyển là phần cắt vào trước. Ở đây thì bây giờ cháu Lực cũng đã bàn với lại mấy anh em thợ rồi cô bác ạ, sẽ là vận chuyển là từng cái vật liệu một vào, rồi thì sẽ tiến hành vào để mà làm nhà cô bác ạ. Hôm nay cháu Lực xuống thì cũng mua cho mấy anh em thợ là một chút bún chua cô bác ạ. Không biết là dưới xuôi các bác có nghe đến món bún chua không, nhưng mà nếu mà các bác lên tới vùng cao, lên tới Hà Giang, đặc biệt là vào Xi Mần thì món bún chua là cũng như là gọi là một cái món đặc sản đấy cô bác ạ. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực với em Quân đã đi xuống nhà của hai ông cháu để xem là mấy anh em thợ hôm nay thì đã vận chuyển cắt như thế nào rồi cô bác nhé, xem là đã được nhiều chưa. Ở cái video trước thì mấy anh em thợ là cũng vận chuyển được đâu đó là độ tầm là gần 2 khối rồi. Chỗ này thì có vẻ như là bà con đang chuẩn bị gieo mạ hay sao cô bác này, làm lại cái thửa mới đến cái mùa mà có bông lúa nhổ lên này các bác này, rất là thơm. Ôi dồi, chỗ này có vẻ là bị chết này các bác này, rất là nhiều những cái bông mà nó bị vàng vàng rồi. Ôi nhiều quá rồi này, không biết là xuống nhà của ông sò thì đã lên bông chưa các bác. Này độ tầm 1 tháng là được gặp rồi đấy, lại một vụ mùa của bà con. Nhìn nó từ xa thì có vẻ như là thấy rất là đông. Không biết là hôm nay mấy anh thợ có dùng xe máy để mà chở được không nữa các bác. Như nếu mà nhà hai ông cháu này các bác này có xe máy thì nếu mà như bố mạnh ở nhà đấy các bác thì vẫn đào được đường xe máy để mà đi vào đấy. Nhưng mà bố thì hiện tại thì đang bị lượn sang Campuchia, không biết là tung tích là như thế nào đấy. Thì thành ra là cũng không có người đi xe máy, với lại là không có tiền để mà mua xe máy nữa. Vừa vào là chó của nhà ông thì hầu như là nó bắt đầu quen hết rồi các bác ạ. Hả? Ông này cắt về à? Thế để treo lên đi. Đấy, cho thanh niên đi à? Cho thanh niên lên cầm kìa. À, đây cho là con của chú Toán à? Vậy nền nhà thì thấy là mấy anh em thợ nền nhà thì thấy là ông là cũng đào xong hết rồi cô bác ạ. Bố ấy xe máy chở hay là dùng người để vác ấy? Xe máy chở à? Ôi được tầm độ là mà 4 đến 5 khối thôi các bác ạ. Có vẻ trời nắng như này thì mấy anh em thợ sẽ dùng xe máy để mà chở thì rất là tốt. Cũng được mấy hôm rồi, nhưng mà tuy nhiên thì đường nó vẫn còn rất là xấu đấy. Em chào anh nhá. Nay mấy người chở cát anh? 4 người. 4 người vẫn hai vợ chồng à? Xe máy hôm nay đi dưới giang hơn chưa? Không dưới đâu. Không dưới à? Cát này có vẻ như ướt ướt rồi đấy nhở? Ướt đấy, đường dưới có nước phải. Nhưng mà cát này thì vẫn rất là đẹp các bác này, không có pha một tí đất nào cả. Chú Toán có dùng xe để chở à? Anh,
không không. Thế xe kia chú Toán đang về rồi à? Dạ, vẫn để kia, không lên được. Được. Như anh Phòng với lại chú Toán nói thì bao giờ mà làm xong ngôi nhà của hai ông cháu thì mới lấy xe đi về ấy các bác. Còn mấy nơi chở xi chắc là cũng lại lấy lên trên thôi anh nhỉ? Có chứ, bây giờ anh chở cắt đủ rồi. Vâng. Em vừa mua bún cho hàng cò nó cầm ấy. Thì anh nghỉ tay thì cho mấy anh em ăn. Anh gửi một lời chào tới các bác này. Mặc dù là rất là nóng nhưng mà ngày đầu tiên. Mình chào, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào các anh chị, cô dì, chú bác nhé. Hôm nay thì làm từ sớm nhá anh, từ sáng sớm à. Anh ấy bảo các cô nghỉ tay đó, làm tí bún chua đó. Làm lần trưa đấy, sáng không vào được. Để sáng, trưa. À thế trưa mới vào đây à? Ừ, trưa mới vào mà. Vào. Thế thì đi xuống đây xem là làm anh em chở cát như thế nào không á. Ồ, chỗ này thì có vẻ như là gạt, ông gạt ra một chút này. Đi một thời gian thì đường bắt đầu là nó cứng cáp đi thì lấy xe để mà chở thì mới dễ dàng một chút. Ông sò đâu rồi? À, đi ra bên kia. Ông sò thì chắc là đi ra bên kia rồi các bác ạ. Đi tận đâu để rửa bát đấy? Vừa lấy bát đi đâu ấy? À, lấy cơm à? Lấy cả bún chua xuống đi. Bún này. Đây. Rồi, thế ăn cơm như thế này à? Ồ. Thế là bây giờ mới ăn trưa các bác ạ. Đấy, đường này mới đào thì ăn là lún quá. Chỉ bún chua đây nữa á? Chỉ bún chua đây nữa á? À. Bây giờ bảo có quay lại bún chua đấy. Quân cầm xuống đây, đến đây. Cho các chú. Chú Toán không đi xe máy để chở được à chú Toán? Hôm nay là chở được rồi. Hôm nay là chở được à, nhưng chú không đi xe máy để chở à? Ủa. Hôm nay xe máy chở 30 bác. 30 bác không cùng kì bác? Cát này bắt đầu gặp nước nhiều hơn đấy nhở? Đấy, thằng này còn bơi nữa. Ồ, vô, con đằng teo luôn nữa à? Con đằng à? Ăn trưa này luôn hả? À? Nè. Đấy, các cô với lại anh Phòng với lại chú Toán này một tí là sẽ ăn cơm đấy luôn các bác. Quân lấy ra kia, lấy bắt ra con quét cho các chú một tí. Quét lá cây ra một tí, lấy bắt em đi, không tí bớt vào á. Hôm nay thì là sẽ là ba người vận chuyển từ trên này lên đến kia các bác ạ, xong là dùng xe máy để mà chở rất là nhanh. Chú Toán vừa bảo là ba người bắt được trên này không kịp đúng không á? Nếu mà như là lấy cát ở trên kia thì để mà vận chuyển các bác thì cũng rất là xa, cho nên là mấy anh em thợ là sẽ lấy tận dụng là lấy cát ở đây luôn các bác. Nhưng mà vẫn khoán thẳng cho mấy anh em thợ để gọi là lấy hết rồi. Bây giờ thằng này vẫn tắm đấy nhở? Này con có phải con bố Toán không? Phải à? Chưa còn lâu.
cơm đã còn than rồi nè, cơm xong rồi tí lại chiến nữa. Đấy, nhìn cát ở đây thì cũng rất là đẹp rồi các bác này, ngang cát ở tận ở dưới số to luôn. Vâng này khẩn này á, vâng này hôm nay đất nó cứng hơn này chú. Hả? À, thế thay là lốp à? Bỏ cái kia không chịu nữa. Vâng. Đấy, các chú thì không thể bỏ được cái món thuốc nào này, không này. Ăn cơm đây là mát hơn ở trên kia đấy chú nhỉ? Vương ta đi lên chụp táo nè nè. Phút tâm phút ở trên đấy. Nè. Bàn mua cái táo bàn. Hả? Phô một cái đắng á? Vậy là vừa làm là lúc nào mà nóng nóng là xuống dưới này bơi là xong lại tiếp tục là vác tiếp là được quá. Cái này thì nhìn rất là chiêu các bạn ạ. Thì con dê mất tim bún này. Bữa này làm tốt thì ăn phấn này mới mang nổ. Đâu thả ăn phấn mà. Hả? Tôi sẽ giải quyết đây kìa. Đi mà uống mà học lên phòng pera. Đi đi nó. Ủa thế nó đi. Bạn mình sẽ vào lang phải người mình giao dịch. Ô, phải dùng phòng mình giao dịch bán đâu. Rồi bán vô đi này, vô đi này. Bà mà lang phải bố mẹ phụ nè. Ô, sao rồi? Bắt nó có lọt chỗ. Tôi đây cho con nó. Đi mẹ cứ nên chín bố. Ừ, bố, xin mình tôi không tôi nó. Tôi mới nó. Quân này. Dạ. Em chạy lên trên nhà ông lấy muối với lại mì chính xuống đây. Muối à? Đúng rồi. Mà ăn vào mà ít phải mà lạ. Ừ. Bố đang chỉ là bố chỉ là nó. Chưa chỉ muốn chua con tắm mà nó vào nè. Cháu ăn xong rồi, vừa ăn muốn chua không? Ừ. Bao nào bà đã chị gái này. Ai bà nó một con là nó chín rồi nó. Chết tay một béo cái đây. Ông quá chú ăn chín rồi. Tao mới chín hả? Có bốn à. Đấy. Ui này với con nóng ấy. Ai nấu cơm cho chú ấy? Mấy đi, đứa trẻ con nấu đi. À. Chú thì thấy là có bốn người à? Vâng. À chú có ba người à? Hai con trai đúng không? Vâng, hai con trai một đứa con gái. À. Con này là tao. Nhà ông thì sẽ gồm là anh Phòng với lại chú Toán là thợ, coi như là thợ chính đúng không bác? Chú Toán gửi một lời chào tới các bác chú. Vâng, xin chào các anh các chị. Các chú thì có vẻ như là lần đầu tiên quay phim chụp ảnh các bác, thành ra là hơi ngại. Nhưng mà cháu mình nếu mà khi nào mà nhà hai ông cháu mà làm xong nữa thì mới không ghi hình. Vâng. Lúc nào là cũng phải sống trong máy quay một chút. Có ai lấy cả dây buộc ở kia đấy? Con chú à? Vâng. Nó tập bơi ấy. Tập bơi à? Nó sợ là lặn xuống dưới là nó kéo dây lên. Nó sợ không lên được đó. Cho kia sau phết đấy chú nhỉ? Vâng. Cái này mà sau này mà mình lấy được cát như này là lại thành một cái khe suối to to ấy. Các chú thợ này bây giờ là ăn cơm xong thì tí chiều lại tiếp tục làm đúng không ạ? Hãy xem là mấy chú thợ là hôm nay sẽ ăn cái gì nào. Làm răng ngò. À gồm có đúa này, đúa xào này,
ớt này, đây thì chắc là thịt nhỉ, đúng nhỉ? Nhìn đây. Đây đây là thịt này. Thịt lợn lợn rang. Đây là lạc này. Con chú lớn này thì con chú nấu cơm thì cũng được rồi nhỉ. Cô đấy phải về. À, bây giờ thì cho các chú các con cơm nó tự nhiên đó các bác, thì cho nước xé ghi sau. Đây đây một lúc thì là ông với lại mày chủ cũng quay về rồi các bác, không biết là hôm nay là ông đi đâu về. Ra đây ăn bún được không? Bún chua. Vâng. Ra đây ăn bún chua không? Ông tưởng là đi về à? Đang ăn bún chua. Ông vừa đi đâu về đâu? Ông đi lấy cây suối về làm cắm lợn. À, lâu cắm lợn không? Vâng, ông gửi một lời chào tới các bác. Chào các chị các bác nha. Ông có đem bún chua này không? Ăn bún chua này, ăn bún chua với lại các anh Phòng với lại chú ơi. À, Mạnh thì cũng chuẩn bị tắm này. Ừ. Xem mày nhá. Mày ơi, tắm được chỗ nên nâu đi bác, còn em bên kia say quá. Có người lớn ở đây thì không sao các bác ạ, nhưng mà nếu mà có không có người lớn nên là cực kỳ nguy hiểm. Mày ơi, mày có dám ra kia không? Có dám ra kia không? Ê ơi, nhảy chịu rồi. Nhảy tay nhỏ nhỏ ra. Cũng không dám cởi quần ở này cô bác này, sợ ngại, cởi muốn áo luôn. Cởi áo vứt ở đây này. Đấy, giày dép áo vứt ở đây xong rồi chạy đi xuống dưới để mà bơi luôn đi. Chỗ của em quần này kia thì khá là sâu cô bác ạ, chỗ kia ấy. Quần này là biết đời rồi, thành ra là cũng không có sợ gì đấy. Trời như kiểu sắp mưa ấy, tối tối rồi. Trẻ con thì thật sự ra nếu mà có người lớn ở bên cạnh cô bác thì cho dám tắm những khe suối như này để cho thứ nhất là có thể là dạy bơi. Một dáng người mà nhỏ con này các bác này, chỉ tắm ở phần ngoài dê, ngoài dê, dê đó. Thôi thôi tắm tắm thế được rồi, ra đây Mạnh tắm thế được rồi, ra đây mặc áo đi. Tí mưa to ấy. Ê, lại bơi. Lại bơi. Tắm thế được rồi, thế này. Mặc áo đi Mạnh ơi, mặc áo đi. Đây. Đấy. Đấy. Bụng to rồi nhờ, bụng to rồi đấy nhờ. Ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm chưa? Hả? Đấy, khoanh tay chào các bà đi. Thật rồi. Chào các bà. Có người lớn ở đây thì mới được tắm nhá, không người lớn thì không được tắm nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi. Này chỉ chiếu nhà mặt long à? Ủa cát này còn đẹp hơn cát mình lấy, mình bảo tô lấy lên đấy nhở? Cát này. Đây là cắt suối. Vâng. Bây giờ thì vác đi, đi xe máy đi chở à? Chú. Một tí nữa. Rồi bây giờ thì có vẻ như là trời sắp mưa rồi các bác ạ. Tối quá. Đây anh rồi. Đây quên rồi đâu.
lấy bao tải bác đi xuống đây. Đây chắc là để tí các cô đi thôi. Các chị đi, à đi bên trên này thôi nhỉ? Vâng. Xong bỏ bao tải. Ủa, chắc là một tí mưa to lắm rồi. Vừa rồi thì khi mà cháu được xuống các bác rất là nắng. Để lại phát điện rồi. Tư. Để bạn nào. Đó bù thằng đám mắt tay đây nhé, tay thằng đám mắt cán. Phân núi thằng đông cán, phân núi á. Ba ta lắng lên, ta lắng cán. Bây giờ cháu nhìn cháu như kiểu là tầm độ 6 rồi đúng không ạ? Đây phải nói là nếu mà điệu cắt từ trên kia xuống thì còn quãng đường còn xa gấp đôi nữa không á, thậm chí là gấp ba. Cái xẻo nó em mua xuống cho ông còn mà. Cái này chắc là xẻo mà anh tự lấy về thôi đúng không? Dạ. À chú tự lấy về không? Lúc nó còn là đào niên. Vâng, nhưng mà bây giờ đào xong rồi. Còn một tí nữa. Một tí nữa. Thế bằng nữa. Rồi bây giờ sửa thêm một tí nữa. Cái lông dài cái lốt đấy cho mà tẩy cái lốt xe thần đè. Còn bẹt lô. Bẹt xe. Mà xấu hổ đây ảo luôn rồi. Bẹt lắm. Mà lạ. Ô bê ê cả lên nào đây à. Ê bụt nó. Bụt nó có đây chứ. Thẻ là ơi, thẻ là ơi. Thẻ là ơi. Quân thì cũng rất là nhiệt tình, xuống hộ ông Sò. Thứ nhất phải là tầm độ 6-7 hôm đấy các bác ạ. Ủa rồi, thẻ quân. Nếu mà tầm độ 4 thì bác mình xúc còn không kịp đâu nhỉ. Chú nhỉ. Rồi, thả xuống. Cắt này càng xuống dưới càng đẹp nhỉ. Nhưng mối tội là nó cũng biết rồi. Để nó xuống nhỉ. Bốn năm người khiêng còn sắp không bằng một xe máy để chở đi đâu các bác. Nếu mà cứ tốc độ như thế này thì
cắt xé đủ rất là nhanh. Con của chị ở với ai ấy? Ở với ba nội à? Sáng cứ đòi bảo là đi theo ông ngoại. Sáng cứ đòi khỏi đi với ông ngoại á. Phải không bé ạ? Đó là nhỏ này không lấy đi rồi. Rồi, thôi thế. Gần như thì được sọt đây không nhỉ? Lê đèn nào? Đây, chỗ đây, chỉ bước chân mà tuổi đây. Lại chỉ mang nó vào đây à? Đây lồ, hàng lồ. Mà đèn mới xuống. Ngà hốc tay e đi, sao không được dính. Ngà chỉ nhá tổ con lang ấy không được dính. Tổ con lang không dính rồi lồ. Không dính lồ. Mới quá. Dạ. Ủa nó sang phải. Cái máy đèn kéo về nhiều quá nhưng mà cứ tưởng là sắp mưa rồi quá. Thì có lẽ là cái con đường này sau khi mà đủ cát của nhà hai ông cháu thì cũng có một con đường nhỏ nhỏ để mà đi xuống suối rồi đấy. Hôm nay là trời nắng ấy, là một người lên là xe máy lên là không cần phải dùng người đẩy nữa. Ở dưới thì hiện tại là máy kia các cô các chị với lại thêm bạn thợ nữa là đang làm. Cô bác có thể nhìn thấy là trên kia thì bây giờ mây kéo đến nhiều quá rồi. Bây giờ là không phải là vào mùa mưa đấy các bác nhá. Mấy nữa mà đến mùa mưa thì phải nói là cực kỳ là nguy hiểm. Đấy, hiện tại thì mưa to quá các bác ơi, kìa. Cách lộ bây giờ tầm 100m nữa thôi. Ôi anh Phong ơi, chắc nghỉ đúng không à? Anh không bàn để phủ trên đi, không phủ mọi người. Anh Phòng thì vẫn cố, ôi tí xe anh đẩy đấy. Anh Phòng là vẫn cố đi thêm một chuyến nữa các bác ạ. Hôm nay lúc mà đi xuống thì cực kỳ là vui rồi. Là nắng. Ăn thạch rồi.
Ai mua cho ấy? Ông cho nó chơi được không? Quần nó ấy. Ra xem nào. Đây xem nào. Quân đi. Ui mẹ, sống chớp là to quá các bác. Tìm bây giờ, tìm áo quần để thay đi. Bây giờ ở trong nhà ấy. Ông mua cho à? Phải không? Phải à? Sáng nay học phụ huynh không? Thế có được giấy khen không? Không được á? Nghỉ học nhiều sao ấy? Không có thìa mày. Đây ở dưới kia thì bây giờ là phải dùng bạt để che một chút của bác ạ. Vì là nếu mà không dùng bạt để che thì một tí mưa to lại cuốn hết đi. Đấy, bây giờ thì có lẽ là tầm được tầm là 7 khối rồi bây giờ ấy. Cái nền nhà của ông thì đào phía bên kia một chút nữa thì là được, cũng được rồi cô bác ạ. Ồ, có tưởng là mưa ở đây, mưa có đến không nhỉ? Ờ, dùng già kia mưa to thế, chuẩn bị lũ đấy. Nông nguồn kia mưa rồi. Ủa, ờ. Buổi chiều thì rất là nắng nhưng mà đến tầm lúc tầm trưa các bác rất là nắng nhưng mà tầm đến bây giờ thì mưa rất là to rồi. Mưa to thì thứ nhất là để cho cái phần này nó chặt một chút các bác ạ, phần là cái đất mượn thế này. Mày mà làm được cái chỗ láng của ông ấy chứ không là chứ không có chỗ này nào nghỉ đâu. Ôi bên kia có mây đen nhiều quá kìa. Chắc là một tí là mưa to lắm ấy. Đang nhưng mà mưa thế này chắc là nước suối to thì ngày mai nó lại cắt nó lại ướt hết rồi đấy. Nó ướt nhiều hơn. Là có nhiều hơn đấy. Là có nhiều hơn á. Mai cắt nó lại đẹp. Mai lại có cắt. Mai nó lại ra một đống như này nữa. Ủa. Mai lại đẹp hơn đấy nhở? Cắt đây. Nếu mà mai. Thế nào? Cho chú thế nào? Thiền Đức Mạnh 3 đến 5 tuổi nhé. Bộ vẽ cái gì đây mày? Tua cái gì đây? Con gì đây mày? Tù cá này à? Thì câu á? Đi học vé con gì đây này? Oppo. Chắc là có giá chấm điểm chắc là được điểm 10 đấy nhở? À đây này, đây có áo này này. Cái này cái gì đây? Cô giáo cắt cho à? À. Con này con gì đây này? À đây vé cái cuốc này. Xong là cái rổ này. Cái liềm này. Đấy, cái này thì được tí. Cái này còn tạm được. Cóc này. Cái này là con gì đây hả mày? Con gì đây? Con gì đây? Thiền à? Ây à, quả này, à đây là cát rán này. Cái này là cát rán này. Viết cái này thằng nào cũng được giấy khen là phải rồi. Còn được giấy khen đấy đâu. À, nhưng mà có chỗ vé rất là đẹp đấy, có bao nhiêu chỗ rồi này. Này là ai vé đấy? Có bụi tre kia. Hả? Ai vé? Có phải mình vé không? Không phải á? Ôi, mưa này mưa to quá của bác ạ. Mưa to này chắc là độ tầm là mưa tiếng rồi đó, rừng rồi. Nhưng mà một tí là không vắt được cát rồi.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây thưa bác, cái suối này vừa rồi suối như thế này là cắt kẹt lắm. Vâng. Nó thành ao như thế này, nó trôi lá cây nó trôi đi rồi. Vâng. Ui. Đây cô bác, vừa rồi mưa có một chút thôi mà bây giờ thấy là nước lũ rất là nhiều được cô bác này bây giờ ấy. Ui. Bây giờ là sâu lắm đấy bây giờ cô bác ạ. Ngày mai thì sẽ lại có cát đẹp hơn. Vừa mưa độ tầm là chắc mưa tầm 30 phút đấy chú nhỉ, vừa rồi ấy. Đây. Có cây to kìa. To thế là bây giờ lấy cát không được rồi. Nhưng mà ngày mai lại có cát đẹp hơn nhỉ. Ui, như vừa rồi gọi là ở đầu trên là mưa, đầu dưới này không mưa, là trẻ con tắm đây là không biết cái là trôi đi luôn đấy nhỉ chú nhỉ. Vâng. Phải vào cái mùa này phải nói là nếu mà trẻ con đi vào tắm rất là sợ các bác ạ. Ở đầu nguồn trên kia mà mưa là nếu mà ở cuối mà không biết là một tí là như kiểu là cuốn trôi lúc nào không biết rồi. Này thì mai lại nắng thì mới lại chắc phải đến tầm chiều tối thì mới dùng xe máy để chở được ấy nhỉ. Vâng. Chỗ này nó không có đà nữa. Bác thì bác cũng được. Vâng. Vừa rồi thì anh Phong với lại chủ toán định là tạnh mưa rồi thì sẽ lại dùng người để vác. Thế nhưng mà nước lũ về to quá, chắc là không vác được nữa rồi. Mạnh đi nhanh lên mày. Đấy, cứ ra suối tắm đi, nhìn thấy chưa? Sao cái của nhà ông như kiểu trồng sâu nhỉ? Ở nhà trên cháu nhỉ? Sâu đó. Thấy có bông ra, có bông không ra này. À, kia là một loại lúa khác à? Vâng. Nhưng mà cái này là thấy là bị pha rồi nhỉ? Nhưng mà gần mấy chục năm, nhưng mà năm nay mới là thấy ruộng của ông như này. Tốt à? Ừ. Năm nay thì mua phân nạm vào. Ừ. Nhưng mà năm khác thì nó cao thì bằng cái này một nửa rồi. À. Bây giờ năm nay là cao hơn một nửa. Vâng. Năm nay là tốt rồi. Năm nay cơn cứ ổn định, năm nào cũng như thế nào, vụ này cũng được như thế này, vụ sau cũng được như thế này thì tốt rồi. Vâng, nếu mà như thế này thì là đủ ăn không phải thiếu nữa nhỉ. Vâng. Đây. Đây, thưa các bác, phải nói là năm nay thì cũng rất là cảm ơn cô chú Sang Phương đã gửi cho ông phân bón để mà ông bón ruộng nhà ông. Như chú Toán nói thì là chưa thấy năm nào mà thấy ruộng của ông là như thế cả các bác ạ. Năm nay thì mới là thấy ruộng ông là tốt hơn thôi. Mọi lần thì ông toàn dùng phân trâu để mà cho vào ấy, thực ra là cũng không tốt mấy. Nhưng mà bây giờ thì có phải cần bón thêm không hay là... Không bón nữa, bây giờ chỉ chờ gạt thôi. Bây giờ chờ gạt thôi nhỉ? Bây giờ mình bón thêm xong thì nó cũng hỏng bắt đầu là bông. Bón tiếp rồi. Nhưng mà ngày trưa đi mua giống nó là 3 gói. 3 gói à? 3 gói thì
thiếu một tí 4 gói. À. Đấy, mong sao là năm sau thì nếu mà được các cô các bác giúp đỡ cho ông, không cần nhiều đâu các bác, chỉ cần một bao đạm thôi, thì là những cái bữa cơm và những cái cuộc sống hàng ngày của ông sẽ không có phải là đi vay hay là phải đi đi làm những cái khác để mà đi mua gạo nữa, bởi vì là ở nhà là cũng đủ ăn rồi. Xe của mấy anh em thợ thì chắc cái vấn đề đây thì các bác này. Ở hiện tại thì cát đấy các bác thì cũng được là được một độ là tầm 7 khối rồi các bác ạ. Chỉ tầm là như thế này tầm 2 phần nữa là chắc cũng đủ rồi chú nhỉ? Vâng, cát tầm 2 phần như thế này là đủ. Vâng. Cả cát chát. Cả cát chát à? Nhưng mà cái này thì chắc là phải lấy sàng qua chú nhỉ? Ừ, cái này sàng qua mà. Vâng. Hãy mong sao là công trình này chú cháu mình với lại anh Phòng nữa đồng hành cùng với nhau. Thì sang những công trình sau, cháu mà nhận được thêm những công trình sau thì chú cháu lại tiếp tục là đồng hành với nhau. Vâng ạ. Đây là phải chú là phải dùng bạt để mà che lại một chút cô bác ạ. Sợ rằng là mưa nó quấn đi. Cát này thì vác một hạt thì nó cũng là vác, mà vác nhiều thì nó cũng là vác. Bây giờ mà trôi xuống một hạt thì nó cũng lại lãng phí rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì các chú không có làm được nữa cô bác ạ. Chắc là cháu được cũng xin được là chia sẻ đến đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, đồng hành cùng cháu Lực để mà đi giúp đỡ được thêm nhiều hoàn cảnh khác. Và đến hôm nay thì lại tiếp tục, đến thời điểm hiện tại thì tiếp tục là đồng hành cùng với cháu Lực để giúp cho hai ông cháu có ngôi nhà mơ ước thì sớm để mà thực hiện lên. Thì hiện tại là cái phần kinh phí đang thiếu đấy cô bác, cháu Lực cũng nói lên, chia sẻ lên rất là nhiều rồi. Sẽ rất là mong được sự đồng hành và chung tay của tất cả các bác, cô chú, anh chị ở trên kênh và tất cả các bạn nữa để được một đồng hành giúp cho hai ông cháu. Không cần nhiều đâu các bác, mỗi bạn, mỗi cô bác hay là mỗi ông bà chỉ cần 50-100 thôi thì nó cũng là sự chung tay của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu thôi. Còn là thước phim này cũng khá là dài rồi các bác, hiện tại đang chuẩn bị là vào mưa thôi, chuẩn bị mưa lớn nữa rồi. Cháu được cũng xin được là tạm dừng cái video này đây các bác, và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chú gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ở được đâu chú? Vâng, được không? Cũng gửi đến các anh các chị hôm nay cũng là lượt cũng xuống đây thì cũng về xem thì cũng thấy là ông hai mỗi chú cháu này cũng khó khăn thì cũng giúp đỡ các cháu cũng ra đây thì cũng làm hộ ông thì cũng đường thì rất là xa xôi, vận chuyển rất là khó thì cũng là mưa thế này chỉ có nghỉ thôi, kể cả hôm nay kể cả thế với người khác cùng làm thì hôm nay cũng không làm được vì mưa trên đầu nguồn là mưa to là nó lú thì bây giờ chỉ có nghỉ không lấy được cát nữa. Thì xin chào các anh các chị. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác ạ. Xin chào các chị các bác nhá.